Tôi tái sinh trở lại năm 1980, con trai tôi cũng tái sinh và lại trở thành con của tôi. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là trung tâm thương mại kiếp trước lại trở thành không gian tùy thân của tôi. Vì vậy tôi quyết định ở thời đại này xây dựng một đế chế thương mại của riêng mình. Chị, cuối cùng chị cũng đến rồi. Chị không biết mấy ngày nay Ngũ Gia hỏi em bao nhiêu lần đâu. Có vài việc bị trì hoãn một chút. Tiểu Khâu, ông chủ của chị cần thêm một thời gian nữa mới có thể đến Bình Thị. Lúc này có một người đàn ông hơn 40 tuổi bước ra từ trong xe. Người đàn ông rất mập, vẻ mặt cũng không mấy thân thiện, toàn thân toát lên khí thế áp đảo. Chị, đây là ông chủ của em, Ngũ Gia. Ngũ Gia, rất hân hạnh. Hêm, Ngũ Gia chăm chú nhìn vào mặt cô ấy. Một lúc lâu sau, ông ta mới mở lời, nhưng câu hỏi lại không hề liên quan đến công việc. Cô có biết Vân Chính Huân không? Hạ, Vân Chính Huân à? Chẳng phải là người lần trước chúng ta gặp ở nhà ga sao? Không biết Ngũ Gia nói quen là quen thế nào nhỉ? Nếu nói là tôi chỉ biết đến sự tồn tại của người đó, thì tôi có may mắn được nghe đến tên của anh ta. Lại đại đông thủy giới chắc chắn không quen biết. Ngũ Gia, tôi chỉ là một cô gái nông thôn, sao có thể may mắn quen biết một người có địa vị như vậy? Nhưng tôi muốn hỏi Ngũ Gia, tại sao lại nghĩ rằng tôi quen biết người đó? Nếu đã không quen biết, vậy thì chẳng có gì để nói cả. Ông chủ của các cô khi nào sẽ đến? Ông chủ của tôi vẫn chưa xử lý xong việc, cụ thể cần thêm vài ngày nữa, tôi cũng không thể chắc chắn. Chỉ cần bên đó xác định được thời gian, tôi sẽ lập tức thông báo cho Tiểu Khâu, để thể hiện thành ý. Khi ông chủ của tôi đến sẽ mang hàng theo luôn. Hơn nữa, giá cả cũng rất hợp lý. Hừ, tôi đã thành ý đủ rồi. Vậy nên cũng mong sếp của cô sớm đến đây. Tính tôi không kiên nhẫn lắm, nếu để lâu quá thì tôi sẽ không còn hứng thú đâu. Ồ, nếu thế thì giao dịch này cũng không nhất thiết phải làm. Ngũ Gia có lẽ nên tìm nguồn hàng khác. Ông Hồ, cô nói năng thật ngông cuồng đấy. Không dám chỉ làm ăn theo kiểu giữ hòa khí thì phát tài. Ông chủ tôi từ xa đến với thành ý. Nếu quá trình và kết quả đều không vui vẻ, thì đương nhiên không cần tiếp tục nữa. Hừ, trong vòng một tháng phải có kết quả, đi thôi. Vân Du nhún vai, không mấy bận tâm đến thái độ của Ngũ Gia. Cô biết rằng Ngũ Gia chắc chắn sẽ cần lô hàng này, nhưng cũng đúng là nên đến tỉnh Quảng một chuyến rồi. Ngày mai cô đến nhà máy thiết bị đi. Đến đó làm gì? Cô không phải muốn thuê mặt bằng ở đó sao? Đi đi, ngày mai có thể ký hợp đồng rồi. Nhưng mà, miếng đất đối diện hợp tác xã là của gia đình dì Vương đấy. Năm đó, bà ấy đã cho nhà máy thiết bị mượn. Cùng dừa trước đây không phải đã nói với con là nhà dì Vương có tiền sao? Hồi đó, ngày mùng 1 tháng 3 nhà ở thành phố Bình, đất đai đều là của nhà dì Vương cả đấy. Nhưng mà bây giờ, cũng chỉ còn lại cái viện này và mảnh đất đối diện hợp tác xã thôi. Thôi, con không đi. Tại sao? Tôi không muốn người ta nghĩ tôi đang tính toán vì căn nhà. Dì Vương của cô đã chủ động nhượng bộ rồi, chạy đến nhà máy thiết bị để giúp cô xử lý việc này. Cô cũng nên nhanh chóng nhân cơ hội mà thuận nước đầy thuyền. Vân Du cũng hiểu, cô ấy quay người vào bếp bận rộn một lúc. Khi cô ấy quay trở lại, cô ấy cầm một nồi canh gà. Tôi không muốn nhận ân huệ của dì, nồi canh gà này xem như là quà cảm ơn. Thái độ của cô ấy thế nào? Tôi đã chạy cả buổi chiều, cô ấy chỉ đưa tôi một nồi canh gà rồi cho qua. Chạy cả buổi chiều rồi, ăn cơm trước đã, ăn xong rồi hắng giận. Các vị thấy cũng được, miễn cưỡng có thể uống. Hai người các cậu đều khẩu xà tâm Phật, rõ ràng đều quan tâm đến đối phương, nhưng cả hai đều muốn giữ thể diện mà không chịu nói lời nhẹ nhàng. Tiểu Vân, mau lại đây, hợp đồng ở đây, vẫn là bản trước đó. Nếu cậu thấy không có vấn đề gì, thì tôi sẽ đóng dấu nhé. Làm phiền trưởng phòng Bạch rồi, cậu có quan hệ gì với chị Vương Tĩnh Thư? Cô ấy là chủ nhà của tôi. Chỉ là chủ nhà thôi à? Tôi còn tưởng cậu là họ hàng của cô ấy cơ. Hôm qua bà ấy đến kéo lãnh đạo nhà máy ra làm ấm lên. Bà ấy nói nếu không cho thuê mặt bằng đó theo quy định, thì lập tức trả đất lại cho bà ấy. Cô không thấy lãnh đạo nhà máy đau đầu đến thế nào đâu. Không ngờ bà Vương lại có sức chiến đấu mạnh như vậy. Người luôn giữ vẻ lạnh lùng như bà ấy, mà lại đến gây chuyện với lãnh đạo nhà máy để giúp em. Giờ thì mọi chuyện đã được giải quyết. Bạn cứ yên tâm mở tiệm đi. Chúc bà chủ Vân làm ăn phát đạt, tài lộc dồi dào. Cảm ơn chủ nhiệm Bạch đã vất vả rồi. Vân Du rời khỏi nhà máy thiết bị, cầm chìa khóa rồi đi thẳng tới hợp tác xã. Chào hàng xóm, chào bạn. Sao cô lại có chìa khóa? Ha ha ha. Tất nhiên là vì tôi đã thuê lại mặt bằng này rồi. Thời hạn thuê là 10 năm. Sau này, chúng ta sẽ thường xuyên chạm mặt nhau. Tôi không tin, rõ ràng là tôi, rõ ràng là cô đã tìm người phá vỡ việc thuê của tôi, đúng không? Đáng tiếc là quan hệ cô tìm chưa đủ mạnh. Đâu phải tôi đã không thuê được cửa hàng này. Vân Du, đừng vội mừng quá sớm. Cô nghĩ rằng thuê được mặt bằng là có thể mở cửa hàng ngay sao? Cô thật quá ngây thơ rồi. Một kẻ quê mùa như cô mà muốn kinh doanh ở Bình Thị là chuyện cười. Tôi muốn xử lý cô thì chỉ cần vài phút là xong. Trong túi của cô có gì vậy? Không có gì, chỉ là một chiếc máy ghi âm đang hoạt động thôi. Cô đang muốn hại tôi à? Đợi đến khi cửa hàng quần áo của tôi gặp chuyện gì, tôi sẽ cầm đoạn ghi âm này đi báo cảnh sát. Đồ đàn bà thối, cô lại lén ghi âm à? Lấy băng ra và trả lại cho tôi. Hamum, đồng chí Tân Phương, nhớ cho kỹ để nhé. Nếu sau này cửa hàng quần áo của tôi có bất cứ vấn đề gì, tôi sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu cô. Nếu cô làm tôi không vui, tôi sẽ tự phá hoại.
rồi đổ hết lên đầu cô. Cô thật vô liêm sỉ. Ha ha ha, thật là vô liêm sỉ. Tôi còn có thể vô liêm sỉ hơn. Cô muốn thử không? Đồng chí Tần, tôi chỉ là kẻ quê mùa, đã dồn hết tiền vào cái cửa hàng này rồi. Nếu có gì sơ suất, tôi sẽ liều mạng với cô. Cô đúng là một kẻ điên, kẻ điên. Ha ha ha. Không ngờ cậu lại nhìn ra được. Đã như vậy, thì tôi không ngại nói thêm với cậu một chuyện. Cậu có biết không, kẻ điên giết người không phạm pháp đâu. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Không làm gì cả, chỉ nhắc nhở cậu thôi. Đừng giở những trò đen tối sau lưng người khác. Vân Du đang đạp xe, hát nghêu ngao, tâm trạng rất tốt. Nhân lúc xung quanh không có ai, cô lấy ra một con cá từ không gian. Một con gà đã được làm sạch, lại lấy thêm mấy cân thịt ngon. Trưa nay, dì giúp cháu một tay. Chúng ta làm vài món ngon. Cô, con bé này, chỉ có mấy người chúng ta, làm sao ăn hết được nhiều đồ thế này? Trời nóng thế này, để lại hỏng mất. Tâm trạng đang vui mà. Con nói rằng dì cả của tôi cần bồi bổ dinh dưỡng, ăn uống không tốt thì không được. Chỉ có em mới biết quan tâm người khác. Vân Du và bà Phương cùng nhau chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn. Lúc ăn cơm, Vân Du đặc biệt dành cho dì cả của mình một bát canh gà đầy đủ. Cảm ơn dì rất nhiều. Sau này, hai mẹ con mình đừng xích mích với nhau nữa nhé. Một mình dì sống cũng buồn chán lắm. Con nuôi con cũng vất vả. Sau này mình dựa vào nhau mà sống, cùng nhau vượt qua khó khăn, được không? Nhưng quy tắc vẫn phải giữ. Được, nghe theo dì, bác gái cũng ăn nhiều một chút. Những ngày này chăm sóc bác gái, cho bác mệt lắm. Sau khi ăn xong bữa này, thái độ của bác Vương đã thay đổi nhiều, không còn luôn nhăn mặt như trước nữa. Cũng không còn cái kiểu chua ngoa đó. Bác ơi, cháu phải đi miền Nam lấy hàng. Lần này cháu sẽ không dẫn theo Vân Tiểu Mạn. Nếu nó không nghe lời, cứ đánh nó đi. Gì cơ, tôi đã bảo cô suốt ngày dỗ dành tôi không có ý tốt mà. Mới vài ngày mà đã đẩy con cho tôi rồi. Hóa ra cô coi tôi như bảo mẫu đấy à. Hi hi. Bảo mẫu nào có, dì bảo tôi cứ yên tâm. Dì à, nếu không muốn nấu thì đừng cố nữa. Tôi đã đặt cơm ở nhà hàng ở đầu mõ rồi. Một ngày ba bữa, dì chỉ cần dẫn Vân Tiểu Mạn qua ăn là được. Đợi tôi về thanh toán, mọi người cũng không cần tiết kiệm. Muốn ăn gì cứ gọi, đừng để thiệt thòi cho bản thân. Trong túi có mấy đồng mà, đa dàn nói câu đó. Cũng chỉ có mười mấy đồng thôi, từng đó tiền mà cũng dám khoe với tôi. Nhớ năm đó, một nửa thành phố này thuộc về nhà họ Vương chúng tôi. Thật, giỏi, sáng hôm sau sớm, Vân Du lên đường về phía Nam. Khi rời đi, Vân Tiểu Mạn vẫn chưa tỉnh dậy. Gặp lại nhau đã là 20 ngày sau. Gần đủ rồi, chẳng phải tôi đã quay lại sao? Cô ấy là một người tái sinh lại sau khi mất. Không gian mang theo của cô ấy đầy những vật tư hiện đại. Nhưng cô ấy lại bán một phần hàng cho thủ lĩnh chợ đen. Khối tài sản hàng tỷ ngay lập tức co lại hàng ngàn lần. Chỉ để tạo dựng một đế chế kinh doanh thuộc về riêng cô. Dù trong tay đã có hàng chục cái, nhưng điều này rõ ràng vẫn còn chưa đủ. Trong một dịp tình cờ, tôi gặp Tiêu Khởi Minh, người đang gặp khó khăn. Sau khi cân nhắc lợi hại, tôi đã tiếp quản xưởng nhỏ của anh ấy, nơi không có đơn hàng. Tiêu Khởi Minh, cựu quản đốc phân xưởng dệt, trở thành giám đốc nhà máy may của tôi. Còn Kim Anh Cát thì phụ trách mở rộng kinh doanh. Tôi còn lừa được một học bá từ Đại học Dương Thành, nhà thiết kế Cốc Hiên, em gái của anh ta, Cốc Vũ, cũng trở thành trợ lý của tôi. Cứ như vậy, tôi dẫn theo Kim Anh Cát và Cốc Vũ trở về thành phố Bình. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về rồi. Sao mẹ có thể nhẫn tâm như vậy? 20 ngày, mẹ đã đi 20 ngày. Mẹ có biết 20 ngày qua con đã trải qua thế nào không? Con có cần phải như vậy không? Trước đây mẹ đi công tác cũng toàn đi rất lâu mà. Mẹ cũng đâu thấy con khóc đâu. Như vậy sao mà giống được? Trước đây dù mẹ có đi đến chân trời, con cũng có thể liên lạc với mẹ bất cứ lúc nào. Con có thể gọi video với mẹ. Nhưng bây giờ thì sao? 20 ngày rồi mà mẹ không có tin tức gì. Mẹ yên tâm để con ở một mình như vậy à? Trong bán kính 2 cây số quanh đây không có điện thoại công cộng. Vậy đây là lý do mẹ không hỏi han gì con à? Mẹ không phải lo lắng cho con nhất sao? Thôi đủ rồi đó, mẹ không phải đã về rồi sao? Nếu thật sự tôi không quan tâm đến con, ít nhất mẹ cũng phải ở bên đó 10 ngày nửa tháng. Ngày mai mẹ sẽ đến bưu điện để đăng ký lắp điện thoại. Được chưa? Hừ, cái thân thể tệ hại này thật không đáng tin. Hơi xúc động một chút là rơi nước mắt. Phiền quá, chật. Đồ tiểu quỷ miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Vì cô đã quay về rồi, thì đi thanh toán hóa đơn nhà hàng đi. Cửa hàng của cô cũng đã sửa xong rồi. Ngoài ra, con có biết con trai cô là một thiên tài không? Hả? Cái gì? Thiên tài? Nó mà là thiên tài à? Con là mẹ kiểu gì vậy? Chuyện quan trọng thế mà cô cũng không phát hiện ra à? Tiểu Mạn, cậu ấy là một thiên tài vẽ tranh. Thiên tài vẽ tranh, thôi đi. Thằng nhóc này học vẽ từ tiểu học. Học được mười mấy năm rồi, tốn của tôi biết bao nhiêu tiền. Mới vẽ được chút gì đó ra hồn. Tài năng như vậy cũng gọi là thiên tài sao? Vậy thì trên đời này không còn ai ngốc nữa. Từ nay Tiểu Mạn theo tôi học vẽ nhé. Hả? Chuyện gì vậy? Dì Vương chỉ vào bức tranh trên bàn. Đây là nhiệm vụ Vân Du giao cho Tiểu Mạn trước khi rời đi. Vẽ một biển hiệu cho tiệm quần áo. Con mới 3 tuổi, lại chưa từng có thầy dạy. Vẽ được như vậy đã là thiên tài rồi. Tiểu Mạn, con có muốn học vẽ với bà không? Bà không chỉ biết vẽ phác họa và tranh sơn dầu. Bà giỏi nhất là vẽ tranh thủy mặc và tranh truyền thống Trung Quốc. Nếu cháu chịu học theo bà sẽ truyền hết mọi thứ bà biết cho cháu.
Khuôn mặt Tiểu Mạn đỏ bừng lên. Thiên tài, cậu ấy không dám nhận lời khen này. Cậu ấy học vẽ hơn 10 năm, phần lớn thời gian đều chỉ là phí ngày tháng. Cháu có muốn theo bà học vẽ không? Cháu muốn, cô ơi. Cô có thể coi trọng cậu ấy, đó là phúc của cậu ấy. Cô cứ dạy thật nghiêm. Nếu cậu ấy không nghe lời, không chịu học hành đàng hoàng, đánh đi, đánh đến khi nào cậu ta chịu học thì thôi. Đúng là thô bạo. Hứng thú là người thấy tốt nhất. Hứng thú làm sao dạy thế được? Dù Tiểu Mạn có hứng thú đến đâu cũng sẽ bị mài mòn hết. Lãng phí mất tài năng trời phú. Bà nói đúng. Con theo mẹ học vẽ. Sau này cháu sẽ trở thành họa sĩ, để mẹ cháu mở mang tầm mắt. Hừ, tôi sẽ đợi cậu đến để vả vào mặt tôi. Họa sĩ nổi tiếng tương lai. Cái gì? Cậu chịu thiệt một chút nhé. Ngày kia, anh Cát sẽ giả vờ là sếp của tôi. Kim Thế Thành, Cốc Vũ, cậu đóng giả làm bạn gái của anh Cát. Tôi nghĩ là mình không làm được việc này. Cô chủ, cho tôi làm việc khác đi. Bạn gái, làm sao mà giả vờ được chứ? Cô ấy với Kim Anh Cát cũng không thân lắm. Giả vờ là bạn trai bạn gái khó thật đấy. Tôi tin cậu có thể làm được. Còn 2 ngày nữa, hai người luyện tập đi. Hoàn thành nhiệm vụ này, mỗi người được thưởng 200 đồng. Được không? Được. Vừa nãy cậu còn tỏ vẻ không làm được mà. Có thưởng lớn thì sẽ có người dũng cảm. Dù nhiệm vụ có khó khăn, nhưng vì số tiền này, khó khăn thế nào tôi cũng phải tìm cách vượt qua. Cậu đúng là mê tiền quá rồi. Nếu cô không ham tiền thì sao lại phải ra ngoài kiếm tiền? Cô chủ trả nhiều như vậy, tôi hoàn toàn không có lý do để từ chối. Chỉ là giả vờ làm người yêu của anh thôi mà. Cũng đâu mất miếng thịt nào. Hơn nữa ở đây cũng không ai quen tôi. Cũng không sợ ảnh hưởng đến việc tôi lấy chồng sau này. Sao thế? Giả vờ làm người yêu của tôi mà cũng ảnh hưởng đến việc cô lấy chồng sao? Tôi tệ đến vậy sao? Hừ. Xin chào, cho hỏi ở đây có tuyển người không? Đúng vậy, bạn muốn ứng tuyển à? Vâng, tôi muốn thử xem sao. Nhưng tôi chưa từng làm quá trước đây. Không sao, chưa làm qua thì có thể học. Bạn tên là gì? Tôi tên là Tô Vệ Hồng, tốt nghiệp cấp 3. Trước đây làm công nhân tạm thời ở nhà máy dệt. Nhà máy dệt không cần công nhân tạm thời nữa, vì vậy bạn đến đây. Chứng tỏ bạn cũng khá dũng cảm đấy. Có dũng khí rồi thì vấn đề không lớn lắm. Lương ở đây ít nhất là 30 tệ. Mỗi chiếc áo được trích 1 hào. Ở chỗ tôi, hiện tại mỗi ngày có thể bán được khoảng 20 chiếc áo. Nếu tất cả đều do cô bán, thì hoa hồng sẽ là 2 đồng. Thế nào, có muốn ở lại không? Wow, tôi muốn. Cái này còn nhiều hơn tiền lương ở nhà máy dệt trước kia nữa. Mặc dù ở đây lương của tôi rất cao, nhưng yêu cầu cũng cao. Cô phải luôn nở nụ cười chào đón mọi khách hàng bước vào cửa hàng, không được phép lơ là. Ngoài ra cô còn phải học cách phối đồ, học cách bán hàng cho khách. Hai điều này cũng quyết định lương của cô sẽ là bao nhiêu. Tôi có thể học. Được việc bán hàng chỉ dựa vào học thì không có tác dụng. Thế này nhé, em thử làm 2 ngày xem sao. Nếu em thực sự phù hợp với công việc này, tôi sẽ giữ em lại. Nếu em không phù hợp, cũng không làm mất thời gian tìm việc khác của em. Được không? Được, em đồng ý. Được rồi, đi thay bộ quần áo này đi. Hạ, bộ đồ này, yên tâm. Nếu bạn có thể làm tốt công việc này, thì bộ đồ này sẽ là đồng phục của bạn sau này. Sau khi chỉnh sửa một chút cho Tô Vệ Hồng, điều kiện này mà ở thời nay thì chắc chắn là siêu mẫu rồi. Được rồi, đi soi gương đi. Bạn trông rất đẹp. Cách ăn mặc của bạn rất có gu. Tôi rất hy vọng bạn có thể đạt tiêu chuẩn tuyển dụng của tôi. Tô Vệ Hồng mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại sau cú sốc. Vừa định mở miệng thì khách hàng đã vào cửa. Đi đi, bán được một món quần áo là có hoa hồng rồi. Cố lên, tôi có linh cảm. Ngày mai bộ đồ mà bạn đang mặc sẽ bán rất chạy. Tiểu Đông Thủy Thuật. Chị, ông chủ của chị đến chưa? Ông chủ của tôi đã đến thành phố Bình rồi. Hàng hóa cũng đã được vận chuyển toàn bộ. Phiền bạn thông báo Ngũ gia chuẩn bị giao dịch nhé. Tôi sẽ ở đây đợi mọi người. Để tôi dẫn đường cho các anh. Hàng cũng đã mang đến đầy đủ rồi. Sao các cô làm được vậy? Mấy ngày nay, chúng tôi đã theo dõi sát sao tất cả xe cộ vào thành phố Bình, nhưng không phát hiện chiếc xe vận chuyển nào nghi là của ông Kim. Dù ông chủ chúng tôi còn trẻ, nhưng quyền lực khắp nơi, chỉ là tránh được tai mắt của Ngũ gia, chờ ít hàng đến Bình thị, không phải là việc khó. Hi hi chị ơi, vậy làm phiền chị đợi ở đây một chút, tôi sẽ đi báo cho Ngũ gia. Một tiếng sau, Vân Du dẫn đội xe của Ngũ gia đến mấy tòa nhà xưởng bỏ hoang. Ông chủ, Ngũ gia đã đến. Ông chủ Kim, hân hạnh, Ngũ gia, ngưỡng mộ đã lâu. Người Quảng Tỉnh, người Cảng Thành, chiếc nhẫn ngọc trên tay cậu nhóc này là bảo vật thời Minh. Giá trị vô cùng lớn, thân phận của người này chắc chắn có chút lai lịch. Tam Ngũ gia, tôi còn có việc khác cần xử lý. Vì vậy tôi sẽ không nói nhiều lời vô ích nữa, hãy kiểm hàng trước đã. Lý Triều Dương, tôi đã gả con gái mình cho anh. Mà anh lại đối xử với nó như vậy sao? Sau khi giao dịch xong với Ngũ gia, ba người vội vàng chạy đến nhà ga. Nhanh lên, 10 phút nữa, Tàu Hỏa sẽ vào ga. Các anh phải rời khỏi Bình Thị ngay. Khi nào an toàn rồi thì gọi điện cho tôi báo bình an nhé. Cô chủ, cô cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Chị Vân, giữ gìn sức khỏe. Phục vụ, làm 2 món xào đi. Món nào nhanh thì làm món đó, không kén chọn. Xào xong rồi gói vào hộp cơm cho tôi là được. Lý Triều Dương, đồ khốn nạn. Tân Ai thậm chí không nhìn Vân Du một cái, chạy thẳng lên tầng 2 của nhà hàng. Chẳng mấy chốc, từ trên lầu truyền xuống tiếng chén bát rơi loảng xoảng.
có chuyện mới mẻ đây. Muốn hóng chuyện thì phải hóng đầu tiên chứ. Vân Du nhanh chân lên lầu, đi theo tiếng động tìm đến hiện trường. Đáng tiếc là cô ấy không thể đến quá gần. Vì vậy Vân Du lấy điện thoại ra trốn bên ngoài nghe lén và ghi âm lại. Triều Dương, 3.000 tệ trong ngăn kéo của tôi đâu rồi? Có phải anh lấy không? Trả tiền lại cho tôi. Tiểu Ải, em bình tĩnh lại chút đi. Anh lấy tiền là để làm chuyện đứng đắn. Anh làm vậy vì tương lai của chúng ta. Anh đảm bảo với em, đợi hàng về bán xong, anh sẽ trả lại em ngay lập tức. Anh nghĩ tôi là trẻ con 3 tuổi à? Lý Triều Dương, trả tiền cho tôi ngay, nếu không tôi báo cảnh sát. Không đến mức đó đâu. Chuyện cũng không lớn lắm. Triều Dương, cậu cũng thật là... Chuyện tốt đẹp thế này, thôi bỏ đi. Chuyện nhập hàng lần này cậu đừng tham gia nữa. Để sau hãy nói, bọn tôi đi trước đây. Hai vợ chồng các cậu cũng đừng cãi nhau nữa. Vì tiền mà mất hòa khí thì không đáng. Mấy người nói xong liền rời đi ngay. Đợi khi mấy người đó rời đi, Vân Du lại lấy điện thoại ra tiếp tục hóng chuyện. Lý Triều Dương, anh tính là đàn ông gì chứ? Anh muốn nổi danh tôi không cản anh. Nhưng anh phải tự nghĩ cách, đừng tính kế lên tôi. Tiền của tôi đâu, trả lại cho tôi ngay. Chưa kéo được mấy cái, Tần Ai đã bị Lý Triều Dương đẩy ra. Trong phòng đầy những cái đĩa vỡ, dầu mỡ bắn tung tóe khắp nơi. Tần Ai trượt chân, cả người ngã ngửa về phía sau. Tần Ai hét lên một tiếng, rồi không còn động tĩnh gì nữa. Lý Triều Dương nhìn Tần Ai nhắm mắt, nằm bất động ở đó. Anh ta ngẩn người một lúc. Ngẩn ngơ cái gì chứ? Nhanh chóng đưa Tần Ai đến bệnh viện đi. Tên đàn ông tồi này không có ý đồ xấu gì chứ? Lý Triều Dương nhặt một mảnh sứ từ dưới đất lên, chạm vào động mạch trên cổ. Mau có người tới đây, có người bị thương. Gào xong, Vân Du lập tức chui vào không gian. Lý Triều Dương bị tiếng hét của Vân Du làm sợ hãi, liền vội vàng ném mảnh sứ trong tay đi. Không ngờ Lý Triều Dương cầm thú này lại độc ác đến vậy, ngay cả ông nhỏ của mình cũng nỡ ra tay. Hiệp 2 của chó ăn dưa, Vân Du đã trực tiếp chạy đến bệnh viện, không tốn nhiều sức, đã tìm thấy cả nhà giám đốc Tần ở khu ngoại khoa. Thằng khốn, mày dám ra tay với chị tao? Mày uống gan hùm mật gấu hả? Mày là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi chị tao mua bằng tiền. Thật sự nghĩ mình quan trọng lắm sao? Nếu chị tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ đưa anh vào tù. Là tôi có lỗi với Tiểu Ái. Là tôi không giữ được cô ấy. Tôi không biết cô ấy sẽ ngã. Tiểu Phương, yên lặng đi. Đây là bệnh viện. Bác sĩ, con gái tôi sao rồi? Có vấn đề gì không? Bệnh nhân bị thương rất nặng, có mảnh sứ cắm vào trong não cô ấy. Mạng sống tuy đã được giữ lại, nhưng sau này sẽ hồi phục thế nào? Có để lại di chứng gì không? Hiện tại vẫn chưa thể nói chắc được. Ngoài ra, bệnh nhân vừa sảy thai. Gì cơ? Tiểu Ái có thai à? Chắc là đã hơn 2 tháng rồi. Tiếc quá, bệnh nhân vốn dĩ rất khó mang thai. Sau này chỉ sợ là không thể mang thai được nữa. Lý Triều Dương, tôi gả con gái thấp hèn cho cậu. Cậu đối xử với nó như vậy à? Cô ấy đang mang thai con của con. Làm sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Đó là đứa con duy nhất của anh và Tiểu Ái. Anh đúng là đồ súc sinh. Ba, con thật sự không biết. Con không hề đánh Tiểu Ái. Là cô ấy tự trượt ngã. Là con không bảo vệ tốt cô ấy. Là lỗi của con. Anh đã không bảo vệ tốt Tiểu Ái và con của anh. Nhìn vẻ mặt của Lý Triều Dương, ai cũng sẽ nghĩ rằng anh ta đau đớn tận cùng. Nhưng Vân Du thì biết rõ, đây chỉ là anh ta đang giả vờ. Có thể còn có mục đích khác. Vân Du nhìn một lúc rồi lặng lẽ rời đi. Giờ chưa phải lúc để vạch trần Lý Triều Dương, phải đợi khi Tần Ái tỉnh lại mới được. Sự thật về việc mẹ con chủ nhân trước bị trúng độc, có lẽ cô ấy biết đôi chút. Ông chủ, chúng tôi đã xuống xe ở tỉnh Hồ rồi. Tối nay sẽ chuyển xe về Thâm Quyến. Thế thì tốt, các cậu đi đường cẩn thận. Mấy ngày nữa tôi sẽ qua đó. Đến Thâm Quyến rồi thì báo bình an cho tôi nhé. Mấy ngày nay cháu bận gì thế? Chuyện của ông Tam Ngũ à? Đúng vậy, cháu đã giải quyết xong rồi. Sau này chắc sẽ không phải giao thiệp với ông ta nữa. Cháu không bị thiệt chứ? Tất nhiên là không. Kế hoạch của cháu rất chu đáo. Và cháu chắc chắn sau này ông ta sẽ không làm phiền cháu nữa. Ồ, thế thì tốt. Sau này đừng giao du với những người như thế nữa. Có nhiều cách để kiếm tiền. Đặt mình vào chỗ nguy hiểm là cách ngu ngốc nhất. Dù tiền quan trọng đến đâu, cũng không quan trọng bằng mạng sống của con. Gì à, con biết rồi, sau này con sẽ không làm thế nữa. Mau đi ăn cơm đi. Này, lát nữa con tìm cơ hội khuyên bà đi. Chúng ta đâu nhất thiết phải tự nấu ăn. Rồi thì tự đi mà nói. Con thì không dám làm mất hứng của bà đâu. Con nói xem, bà tốt như thế, sao lại cứ muốn nấu ăn chứ? Thôi bỏ đi. Sau này con sẽ cố gắng tìm lý do để ăn ở ngoài. Còn con thì, tự cầu may mắn đi. Mẹ, mẹ không thể như thế này được, con là con trai ruột của mẹ mà. Nếu không được thì mẹ gửi con vào nhà trẻ đi. Nhưng bây giờ nhà trẻ đâu có lo ăn đâu. Ây, chớp mắt đã 4, 5 ngày trôi qua rồi. Vân Du chui vào không gian, cắt ảnh từ đoạn video đã quay hôm đó. Và in ra, thời đại này quay video tốn kém quá, ảnh dễ được chấp nhận hơn. Tai họa ngàn năm còn mãi, câu này thật chuẩn. Thương tích nặng thế, chỉ trong 5-6 ngày ngắn ngủi mà đã có tiến triển tốt. Cô đến đây làm gì? Cút đi, tôi không muốn gặp cô. Sao lại gấp gáp đuổi tôi đi thế? Dù gì chúng ta cũng đều đã bị tổn thương bởi cùng một người đàn ông. Cô không tò mò tại sao hôm nay tôi đến đây à?
Hừ, cô chẳng qua chỉ muốn xem tôi thảm hại thế nào thôi. Đồng chí Tần, đừng có hẹp hòi như vậy. Mấy ngày trước tôi đã xem hết trò đùa của anh rồi. Hôm nay đến tìm anh là có việc nghiêm túc. Cô đi nhanh đi. Con gái tôi đang bị thương, không tiện tiếp khách. Tôi thật sự có chuyện quan trọng. Lý Triều Dương đã làm Tần Ái thành ra thế này. Các anh định bỏ qua như vậy sao? Hừ, cô định làm gì? Con gái và con rể tôi có chút mâu thuẫn gia đình. Không cần người ngoài như cô xen vào. Ồ, đã đánh chết người rồi. Mà còn bảo tình cảm tốt. Giám đốc Tần, anh có biết không? Lúc bọn họ đánh nhau, tôi cũng có mặt tại hiện trường. Tôi đã xem toàn bộ quá trình đánh nhau của bọn họ. Rõ ràng từng chi tiết. Tôi dám đảm bảo, Lý Triều Dương không nói thật với các anh đâu. Ý cô là gì? Ý là Tần Ái suýt nữa đã chết trong tay Lý Triều Dương. Nếu lúc đó không phải tôi quay lại dọa Lý Triều Dương, thì bây giờ các anh chỉ sợ rằng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi. Cô nói xem, Lý Triều Dương, không thể nào. Dù anh ấy phẩm hạnh không tốt, nhưng Tiểu Ái là vợ của anh ấy. Cô nói nhảm gì vậy? Vân Du, cô đúng là người phụ nữ tâm địa độc ác. Lý Triều Dương tuy không tốt đến mức đó, nhưng chắc chắn anh ấy cũng không xấu đến vậy. Cô mau đi đi, tôi không muốn nghe cậu nói những điều này nữa. Tần Ái, nói thật đấy, nếu tôi không có mục đích riêng, tôi thật sự không muốn dính vào chuyện rắc rối của cậu. Nếu tôi không có bằng chứng, sao tôi dám đến tìm cậu để nói những điều này? Mục đích hôm nay tôi đến đây, tôi chỉ muốn dùng những chứng cứ này để đổi lấy một bằng chứng từ anh. Liên quan đến sự thật về việc tôi và con trai tôi bị đầu độc. Cha anh biết chuyện này đúng không? Nếu anh đồng ý trao đổi với tôi, thì bất cứ lúc nào anh cũng có thể đến cửa hàng quần áo của tôi tìm tôi. Ba, những lời Vân Du nói. Ba thật sự tin sao? Ba cũng không muốn tin, nhưng ba không dám chủ quan. Điều này liên quan đến tính mạng của con, không thể lơ là dù chỉ một chút. Hơn nữa, cô ấy trông quá chắc chắn không phải đang nói dối. Ba, nếu đó là sự thật, con phải làm sao đây? Trời có sập xuống thì có ba gánh vác, sợ gì chứ? Chỉ là Tiểu Ái, ba cũng già rồi. Sau này con phải nghĩ lại đi. Khả năng cao Tần Ái sẽ không có con. Một người phụ nữ tai tiếng lại không thể sinh con. Tương lai sẽ thê thảm biết bao. Cô ấy thậm chí không dám nghĩ tới. Bây giờ anh ấy thực sự hối hận vô cùng vì đã nuông chiều Tần Ái. Nhưng, trên đời làm gì có thuốc hối hận? Bố, sau khi ra viện, con muốn đến cửa hàng quần áo của Vân Du.